Thật ra em không muốn nhắc tới chuyện cũ, nhưng mà đây là một câu chuyện không liên quan tới câu chuyện mà mọi người từng biết. Con người cũng y như cường vậy đó. Người ta đến với em và người ta lao vào em giống như một mũi tên, họ chỉ nhắm vào em thôi. Thì khi em hòa hợp được với người ta rồi, cái kết của câu chuyện là người ta nói em là ký sinh trùng. Em rất là có cảm tình với lại nam em, bởi vì khi mà nói chuyện ở ngoài đời á, em cảm nhận được là bạn ấy rất là chân thật. Ở trong bạn cũng có rất là nhiều điều tổn thương khiến cho bạn lúc nào cũng phải tạo một cái vỏ bọc để có thể bảo vệ mình. Nhưng mà quan trọng là cái cách tạo vỏ bọc đó như thế nào. Em cũng vậy, em cũng luôn luôn phải tạo cái vỏ bọc cho mình, nhưng mà cái cách tạo vỏ bọc của em á là em tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng mà thực chất bên trong em rất yếu đuối. Anh biết mà. Dạ. Còn cái cách của nam em á thì cái cách thể hiện cái vỏ bọc nó lại khác em. Bạn nó không có thể hiện mình mạnh mẽ mà bạn nó thể hiện mình bất cần. Thực chất là bạn ấy đang sợ mình bị tổn thương. Thực sự thì Vân Anh và Lãnh Thanh là một cặp đôi khá là ăn ý như mọi người thấy. Nhưng Vân Anh không muốn là tự giới hạn cơ hội của mình trong chương trình này. Vân Anh quyết định sẽ đổi. Thì cả ba cô gái đều có cả ba màu sắc khác nhau. Mỗi người đều có một cái nét mà khiến cho mình cảm thấy rất là thích. Nói nãy giờ chắc mọi người cũng hiểu ý được. Thành sẽ đưa ra quyết định đó là đổi cặp đôi này. Đây là một cái chương trình tìm kiếm tình yêu. Em nghĩ khi mà đã có cơ hội này rồi thì tại sao mình lại chỉ có tìm hiểu một người, và tại sao mình không tìm hiểu những người khác? Thì đó là câu trả lời của em. Đổi cặp. Mình tìm một cái người nào đó có thể là ủng hộ mình, giúp đỡ mình trên con đường của mình, ở phía sau mình, động viên cho mình. Và mình nghĩ bé Thanh Tâm là chưa có đủ cái sự chín mùi để giúp mình trong điều đó. Mặc dù mình rất là trân quý bé, mình nghĩ là ngày mai mình muốn có cơ hội là tìm hiểu những bạn khác, không đồng ý. Dùng hết cái chân thành của mình để tìm hiểu và chia sẻ về cái nỗi đau lòng của nam em mà nam em còn đang ẩn khúc ở bên trong. Đây cũng là cái thử thách. Nếu nam em và Cường có duyên thì chắc chắn ông trời sẽ không bao giờ bỏ lỡ cái cơ hội này. Và nam em muốn thử thách Cường thêm một lần nữa, và thử thách con tim mình một lần nữa, để coi nó có rung động lại hay không, và xem Cường có rung động với người con gái khác hay không. Ê, vậy là đúng như tụi mình dự đoán thôi. Đúng. Có dạ. Mình ông Cường không giữ lại thôi. Chân thành quá trời. Thì nãy thực ra cái lời của bạn nam em tâm sự thì em cũng thấy là có sự chân thành và thẳng thắn. Coi như là sẽ cho bạn Cường một cái thử thách, chứ không phải là đóng cửa hẳn. Còn những cái bạn còn lại thì ai cũng tới cái chương trình này để muốn tìm cho mình một cái cơ hội về tình yêu. Và cái phần bắt cặp vừa rồi giống như là chỉ mới làm quen và gặp gỡ được những người bạn thôi, chứ họ thực sự đang rất là muốn được thay đổi. Yeah. Chúng ta nói xung quanh bạn nam em rất là nhiều. Nhưng mà có những cái chuyện mà em cũng đã đọc rồi, em cũng đã xem những cái chương trình bạn đó chia sẻ, thì rất là hy vọng là nam em sẽ có một cái sự thay đổi về về cái cách mình thể hiện ra bên ngoài. Bạn ấy sẽ chỉ thay đổi được cho đến khi bạn ấy gặp một người nào đó đủ ấm áp. Nó khổ nổi một cái chuyện là cái người mà có cái tố chất đó đó là cái anh Cường đó đó. Anh cũng nội tâm giống như cậu, anh chịu kiên nhẫn với cổ thì lại không có nằm trong cái gu cổ. Thấy cuộc đời nó tréo ngoe không? Anh ấy nói là con gái nó có một cái điều rất là buồn cười, là nó thích lựa những người làm cho nó đau. Nghĩ nhiều khi đàn ông cũng vậy anh ạ. Đàn ông cũng vậy em để ý đi. Con gái mà lành tính nó lại không thích. Thích bé nào nó phải hơi cả lưng cả cân tim, làm cho nó đau, nó đớn, nó dí theo, nó khóc khổ sở gì mới yêu. Em biết rồi, từ nay là em sẽ chướng lên. Em yên tâm, em sẽ sống cô đơn trọn đời. Em quá cái tuổi mà được phép làm như vậy rồi. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiếp chưa đi chờ chi vào lúc 21h20 thứ Tư, Giai điệu thanh xuân vào lúc 21h20 thứ Năm, Ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19h30 chủ nhật.